handsome. She likes this area. 2, 4, 5 đứa. 5 đứa anh. Nó có thích. Nó nóng lắm. Cái spa hả? Hè lên đây chơi hồ lớn rồi. Dạ. Anh Tâm để em Lan đứng lên lên cái chỗ em Lan đứng. Nó quậy trong quậy ngoài con thấy theo được nó. Trời có hồ bơi này cũng mệt dữ hả ngồi. Ở trong hôm cái trampoline á mới sợ tại trong nó nhảy một đống nó nhảy dập nhau. Dập nhau đó. Ừ, phải chia nhau. Em ở đây nhanh khỏi ăn luôn. Có này anh làm đây nè nên tụi nó bơi đã lắm. À, không nắng. Yeah. Oh, lấy đồ chơi xuống đây bên nhau. Bơi ở đây. Go on.